Bác đã ra đi trong tình yêu thương của cả dân tộc, ngày bác mất trời cũng đã mưa to, như chia sẻ nỗi buồn với nhân dân, làm chúng ta càng cảm nhận rõ hơn tình cảm sâu nặng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho đất nước. Những giọt nước mắt của người dân không chỉ là nỗi đau mất mát, mà còn là sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với những gì mà bác đã làm cho dân tộc. Lò đốt lên rồi sao bác vội ra đi, ngọn đuốc sáng cháy giữa trời chân lý, biết cuộc người cũng chỉ là cõi tạm. Vẫn xót xa trước một cánh hạp tàn đã ngừng đập, một trái tim quá cả dần khóc người, trời nước mắt tuôn mưa. Người sống mãi như vầng dương ngời sáng, lo cho dân cho nước mỗi phút giờ. Lò nấu lên rồi thì củi tươi cũng cháy, chân lý người cho dân mãi biết ơn người. Tiền bạc làm gì chỉ gian dư mà thôi, mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Người ra đi nhưng trái tim bất diệt, như cây tre Việt Nam mãi trường tồn. Người yêu dân dân kính người tha thiết, người là núi là sông là non nước vĩnh hằng. Ngọn lửa của niềm tin, người cách mạng kiên trung, người con Việt vĩ đại, hãy sống như người, một trái tim nhân ái, trái tim mặt trời sáng mai giữa nhân gian. Trái tim quá cả dần khóc người, trời nước mắt tuôn mưa. Người sống mãi như vầng dương ngời sáng, lo cho dân cho nước mỗi phút giờ. Lò nấu lên rồi thì củi tươi cũng cháy, chân lý người cho dân mãi biết ơn người. Tiền bạc làm gì chỉ gian dư mà thôi, mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Người ra đi nhưng trái tim bất diệt, như cây tre Việt Nam mãi trường tồn. Người yêu dân dân kính người tha thiết, người là núi là sông là ngọn nước vĩnh hằng. Vĩnh biệt người, ngọn lửa của niềm tin, người cách mạng kiên trung, người con Việt vĩ đại, hãy sống như người, một trái tim nhân ái, trái tim mặt trời sáng mãi giữa nhân gian.